Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn, chúng ta đang quay trở lại với kênh của đội ngũ HappyK. Với những quý anh chị, chúng ta đang quan tâm đến những dòng sản phẩm gầm cao ở trong 5 chỗ xe đô thị thì Kia Sportage sẽ là một lựa chọn cực kỳ tuyệt vời, cạnh tranh trực tiếp với Hyundai Tucson hay là dòng sản phẩm Toyota Corolla Cross. Thì ở trong clip ngày hôm nay, Quyết sẽ cập nhật dành cho các quý anh chị về bảng giá khuyến mãi lăn bánh mới nhất của dòng Kia Sportage sau năm 2023 ở trong đầu tháng 4 này. Và trước khi clip bắt đầu thì cả nhà cũng đừng quên rằng ấn giúp Quyết nút đăng ký kênh của đội ngũ HappyK và nút chuông bên cạnh để đội ngũ có thể ra được nhiều clip hay hơn và cập nhật những cái bảng giá bên Mazda cũng như Kia để cho mọi người có thể nắm được về phần khuyến mãi và cũng như giá lăn bánh để cho mọi người có thể nắm được. Ở trong clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tất cả các phiên bản của Sportage. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với phiên bản 2.0 G-Luxury, phiên bản đang có mức giá niêm yết là 929 triệu đồng. Ở phần khuyến mãi thì tất cả các chương trình ở trong tháng 4 này thì chúng ta đều có chương trình khuyến mãi giảm giá từ 20 triệu đồng cho tới khoảng 56 triệu đồng. Thế thì để các quý anh chị chúng ta có thể nắm được một cách kỹ nhất và cũng như cụ thể nhất thì Quyết sẽ để giá niêm yết, Quyết sẽ đọc giá niêm yết và đọc giá lăn bánh dành cho mọi người đã trừ giá khuyến mãi để cho mọi người có thể nắm được mọi người nha, cũng như là trả góp ở thời điểm hiện tại. Chúng ta sẽ đến với phiên bản 2.0 G Luxury có mức giá niêm yết 929 triệu đồng. Ở thời điểm hiện tại, nếu các quý anh chị chúng ta lăn bánh tại Hà Nội bao gồm là tiền thuế 12%, tiền biển 20 triệu, phí đăng ký, phí sử dụng đồng bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Khi mà phí đăng kiểm ạ, khi mà các quý anh chị bây giờ chúng ta đã lên tới đó chính là 36 tháng, 3 năm, nghĩa là 3 năm chúng ta sẽ không cần phải đăng kiểm nữa, cực kỳ là hấp dẫn. Để lăn bánh được thì sẽ là 1 tỷ 035 triệu đồng khi các quý anh chị chúng ta lăn bánh tại Hà Nội. Quý xin nhắc lại giá niêm yết của phiên bản Luxury là 929 triệu đồng. Lăn bánh tại Hà Nội sẽ là 1 tỷ 035 triệu đồng dành cho tất cả mọi người. Và nếu anh chị chúng ta đang có vay trả góp thì mọi người chỉ cần chuẩn bị giúp Quyết 20% giá trị của chiếc xe thôi, đại lý sẽ hỗ trợ 80%. Nghĩa là mọi người chỉ cần chuẩn bị 180 triệu đồng là mọi người đã được lăn bánh hết toàn bộ đối với phiên bản Sportage rồi. Cụ thể như thế nào thì mọi người vui lòng gọi điện vào hotline ở phía bên dưới góc trái màn hình để được nhận báo giá và khuyến mãi tốt nhất cả nhà nha. Sẽ đến với phiên bản 2.0 Premium có mức giá bán là 949 triệu đồng, cao hơn 20 triệu so với phiên bản Luxury. Để lăn bánh được dành cho các quý anh chị chúng ta ở Hà Nội đó là 1 tỷ 080 triệu đồng, 1 tỷ 080 triệu đồng và vay trả góp mọi người chỉ cần chuẩn bị số tiền tối thiểu là 188 triệu đồng là chúng ta đã có thể lăn bánh được đối với phiên bản Premium rồi. Tiếp theo đó chính là phiên bản 2.0 Signature Eclipse. Phiên bản đang có mức giá niêm yết là 1 tỷ 019 triệu đồng. Ok, quý anh chị chúng ta lăn bánh đối với phiên bản Signature Xline ở thời điểm tại ở Hà Nội sẽ là 1 tỷ 157 triệu đồng và số tiền trả góp tối thiểu sẽ là 202 triệu là chúng ta đã sở hữu được rồi. Hiện tại thì đang có đầy đủ các màu sắc có thể giao ngay dành cho tất cả các quý anh chị. Vì vậy là mọi người cứ vui lòng gọi điện hotline ở phía bên dưới góc trái màn hình để được nhận báo giá và khuyến mãi tốt nhất. Với phiên bản Signature Xline thì chúng ta cũng sẽ có phiên bản 2.0 Signature. Tất cả những phiên bản này thì chúng ta sẽ có cái mức giá niêm yết đó chính là cao hơn 10 triệu đồng. Nghĩa là phiên bản Xline thì sẽ là 1 tỷ 019 triệu đồng, còn phiên bản Signature thì sẽ là 1 tỷ 029 triệu và lăn bánh xong toàn bộ với phiên bản Signature sẽ là 1 tỷ 169 triệu đồng và số tiền trả góp tối thiểu sẽ là 224 triệu đồng dành cho tất cả các quý anh chị. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với hai phiên bản máy dầu là phiên bản Signature Xline và Signature. Hai phiên bản này lần lượt có mức giá bán là 1 tỷ 109 triệu đồng và 1 tỷ 119 triệu đồng. Với phiên bản máy dầu lăn bánh tại Hà Nội, phiên bản Signature sẽ là 1 tỷ 203 triệu đồng và phiên bản Signature sẽ là 1 tỷ 214 triệu đồng. Cứ sẽ được nhắc lại là phiên bản Xline sẽ là 1 tỷ 203 triệu và phiên bản Signature sẽ là 1 tỷ 214 triệu đồng. Với số tiền trả góp tối thiểu sẽ là 211 triệu đồng dành cho cả hai phiên bản máy dầu này. Và nếu quý anh chị chúng ta đang có nhu cầu đặt hàng thì mọi người vui lòng gọi điện vào hotline ở phía bên dưới góc trái màn hình để được nhận báo giá và khuyến mãi tốt nhất. Hai phiên bản cuối cùng đó chính là phiên bản 1.6 Signature Xline và phiên bản 1.6 Signature có hai mức giá lần lượt là 1 tỷ 099 triệu đồng và 1 tỷ 109 triệu. Với những quý anh chị mà chúng ta để lăn bánh được với phiên bản Xline sẽ là 1
238 triệu đồng và phiên bản Signature sẽ là 1 tỷ 249 triệu dành cho hai phiên bản. Với mức giá mà các quý anh chị chúng ta cần để lăn bánh sẽ là 218 triệu đồng dành cho tất cả mọi người. Và nếu mọi người đang có nhu cầu đặt hàng ở tất cả các phiên bản thì mọi người vui lòng gọi điện hotline ở phía bên dưới góc trái màn hình để được nhận báo giá và khuyến mãi tốt nhất từ đại lý. Cảm ơn mọi người lần nữa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở trong những video tiếp theo. Hãy like và đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để nhận được thông tin mới nhất. Gọi điện hotline hoặc ấn vào phần link mô tả để được nhận báo giá mới nhất của sách.